đến rồi kìa. Tráng tráng, chú lại ôm cái nào, nhớ chết đi được. Tráng tráng, lâu lắm rồi không gặp, để chú lại nhìn cháu cho kỹ nào. Lớn rồi, nói chuyện nghiêm túc này. Lâu lắm rồi cháu mới về nước, đã thích nghi hết chưa? Chưa thích nghi hết chú lại ơi. Nhưng thấy chú vẫn khỏe mạnh phong độ thế này, cháu vui lắm. Đương nhiên rồi. Cháu có món quà nhỏ cho chú ạ. Cho chú hả? Dân, mang từ nước ngoài về hả? Hồi trước chú thích ăn lắm đấy. Sang quá. Ở đây có cả người mới hả? Xếp lâu, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển, Tào Nhã. Chào cô, chào cô, chào anh, mong được giúp đỡ. Đẹp quá, đẹp quá, cảm ơn. Đây là phó giám đốc bộ phận tiếp thị, Uông Tử Kiếm. Chào cậu, chào cậu, chào cậu. Ở đây, tuấn tú đạo mạo, tuấn tú đạo mạo. Họ đều do một tay tôi dẫn dắt đấy. Cậu cứ yên tâm mà dùng. Dân, sau này trông cậy cho mọi người nhiều. Được, Trắng Trắng à, lần này mẫu đơn bất ngờ ngã bệnh, cũng do bao năm qua quá mệt mỏi. Sau này công ty mẫu đơn phải trông cậy vào cháu đó. Nhưng cháu yên tâm, bọn chú đều đã đồng hành với mẫu đơn suốt bấy lâu nay. Sau này sẽ dốc sức hỗ trợ cháu. Dân, chú lại, không giấu gì mọi người, lần này tự nhiên mẹ cháu gọi cháu về xử lý việc của công ty. Cháu có biết xử lý việc công ty đâu chứ. Nhưng cũng may có các chú ở đây, là cháu yên tâm rồi. Trắng Trắng à, chuyện này là phải trách cháu thật đấy. Nói chứ ở nhà có doanh nghiệp to đùng cháu không lo, cứ đòi chạy ra nước ngoài làm thuê cho người khác. Ngày nào mẹ cháu cũng lo lắng, thì sao mà không ốm cho được. Nhưng chú có một tin tốt cho cháu đây. Công ty chúng ta chuyển đến chỗ mới rồi, toàn đồ xịn sò cao cấp thôi. Để chú lại dẫn cháu đi xem. Nhân ạ, được, đi thôi, đi. Ở đây đẹp thật, không khác gì thằng ăn hại. Dạ thưa, các chú, bình thường Lâu Yên cũng không giỏi ăn nói. Mọi người đều đã theo mẹ cháu lăn lộn từ hồi còn là một nhà máy nhỏ với 20 người, đến tận khi trở thành một công ty lớn với 2.000 người như bây giờ. Tất cả là nhờ các cô chú. Hôm nay cháu xin lấy đồ uống thay rượu. Mời các chú một ly. Tốt lắm, tốt lắm. Được, được, được. Đây, nào nào, uống đi. Đây. Trắng Trắng à, ngồi đi cháu. Dân à, Trắng Trắng à, nói cho biết chứ, khoảng thời gian đó quả thật là một thời tuổi trẻ của bọn chú. Dân, bây giờ bọn chú già cả rồi, sau này là phải trông cậy vào thanh niên các cháu. Nghe chú nói kìa, đúng không? Dạo này không biết bị làm sao mà cứ thấy đau nửa đầu. Anh đấy làm việc vất vả quá, cẩn thận sức khỏe yếu đi đấy. Đúng vậy, chú lại, chú phải chú ý sức khỏe. Công ty mẫu đơn phải dựa vào cả chú mà, chú không được ngã bệnh đâu đấy. Đừng nhắc nữa, thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là dạo này mấy công ty đối tác cứ giở trò. Họ biết mẹ cháu ngã bệnh, rồi biết cháu mới về, chưa quen gì. Thế là chất lượng hàng giao đến càng ngày càng kém, thái độ còn lồi lõm nữa chứ. Theo chú thấy là đổi hết đi cho rồi, tưởng bọn mình thừa tiền chắc, đúng không? Đây chú lại, chú ăn đi, cháu gấp cho chú. Trắng Trắng, tất nhiên đổi hay không đổi là do cháu quyết định. Chú ý à, chỉ hỗ trợ thôi, hỗ trợ công việc thôi nhỉ. Chú lại, nghe chú nói kìa, trong việc quản lý công ty chú là rành nhất rồi. Đổi hay không đổi chắc chắn phải do chú quyết định. Các chú ơi, bọn mình ăn đi đã, không bàn công việc nữa, không bàn nữa. Đúng, ăn đi, không bàn nữa. Cháu cũng ăn món này đi, món này được siêu đầu bếp làm, hương vị phải gọi là tuyệt đỉnh. Ăn thử đi. Thế để cháu ăn thử. Sao thế này? Này toàn đồ cay à? Phục vụ, mấy món sau đừng mang món nào cay lên nhé. Dân, được à? Trắng Trắng, không phải chú lại nói cháu đâu, nhưng cháu vẫn không ăn cay được à? Công ty mẫu đơn có 20 năm kinh nghiệm sản xuất sốt cay chuyên nghiệp. Bây giờ bọn chú đã đạt đến cảnh giới không cay không vui rồi. Cháu như vậy là không được đâu. Phải tập ăn đi, lo mà tập đi. Dân à, đúng không nào? Chào bác tài. Từ ngã tư bên kia đi ra, chạy thêm 300 mét về phía nam có một bãi đổ xe đấy. Tôi mới từ chỗ đó đến đây xong. Xe bên đó ít lắm, tôi tin là sẽ giải quyết được vấn đề khẩn cấp của anh. Ơ hay, lấy mạng Mercedes thì giỏi lắm chắc. Mắc mớ gì bắt tôi phải nhường. Dần dần, anh nói không sai. Chẳng qua cũng chỉ là loại kỹ thuật không vững, tay chân lóng ngóng thôi. Với cả trong vô vàn đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta, có đức tính giúp đỡ con người, thích làm việc thiện, kiềm chế bản thân, sống đời nhân đức đấy thôi. Vừa nhìn đã biết anh là người vô cùng có văn hóa. Đừng để biết chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của anh. Thôi thôi thôi, không hơi đâu mà so đo với cô. Dân, chúc anh có một ngày vui vẻ.
anh đi nhé. Về số, về số. Tạm biệt. Không cần cảm ơn, lo mà tập lái đi. Làm người là phải có lương tâm. Tôi phải cứu anh. Trùng hợp vậy. Sếp Lâu nhỏ, anh đích thân đi nhà vệ sinh đấy à? Phải. Chuyện lúc nãy ở bãi đậu xe, còn phải cảm ơn cô nữa. Không có gì, không có gì, là chuyện nên làm thôi. Nếu như anh thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy cho 82 chúng tôi một cơ hội nữa đi. Phương án quảng cáo của chúng tôi đều được thực hiện theo đúng yêu cầu mà công ty anh đưa ra cho chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không lười biếng. Tôi hiểu rất rõ những điều cô đang nói. Thực ra các cô cũng rất vất vả, nhưng cô cũng biết đó. Sếp lại đã ra quyết định rồi thì thực sự rất khó thay đổi. Nhưng anh là sếp Lâu nhỏ mà. Phải. Nếu như đổi lại là tôi, lựa chọn đầu tiên của tôi chắc chắn là phải ưu tiên thực lực. Nhưng mà cô cũng biết đấy, có vẻ sếp lại thích hợp tác với bạn bè của mình hơn. Giữa bạn bè có qua có lại là chuyện rất bình thường. Có lẽ đây cũng là suy đoán của tôi. Suy cho cùng tôi mới trở về nước, chưa hiểu rõ về thị trường nội địa. Hơn nữa tôi cũng không có đối tác quảng cáo nào cực kỳ phù hợp. Bỏ đi, không nói nhiều với cô nữa. Tóm lại thời gian này vất vả cho các cô. Sau này có cơ hội thì chúng ta lại hợp tác. Chấp Lâu nhỏ, anh vừa nói công ty của bạn xếp lại, thì tôi có biết một chỗ đấy, tên là quảng cáo Lai Gia. Anh có biết không? Quảng cáo Lai Gia. Được đó. Tin tức của các cô rộng thật. Hiểu rồi. Anh yên tâm. Chứng cứ mà anh muốn cứ giao cho tôi, nhất định sẽ mang đến cho anh. Vậy phải phiền cô rồi. Là việc tôi nên làm cả mà. Sếp Lâu nhỏ này nhìn hơi quen quen. Quảng cáo Lai Gia này chắc chắn có điều gì đó bất ổn. Tôi đã đi theo sếp Dương của quảng cáo Gia Lai trong 3 ngày. Anh đoán xem tôi đã tìm thấy gì nào. Cô tìm thấy gì? Tôi phát hiện tối nào sếp Dương của quảng cáo Lai Gia cũng sẽ đến một câu lạc bộ tư nhân tên là Bách Hợp Dại. Bách Hợp Dại. Anh đoán xem tôi lại tìm thấy gì ở trong Bách Hợp Dại này. Cô tìm thấy gì? Tôi phát hiện sếp lại, hơn nữa sếp lại và sếp Dương này cùng nhau đi vào và đi ra trong tình trạng say khướt vào lúc nửa đêm. Hai người họ giống như song song dính liền ấy. Song song dính liền có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì à? Anh xem, 82 chúng tôi vô cùng trung thành với mẫu đơn các anh. Phải. Nhưng tại sao sếp lại này lại muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi mà ký hợp đồng này với quảng cáo Lai Gia? Hơn nữa qua cuộc điều tra của tôi, giá mà quảng cáo Lai Gia báo cho công ty mẫu đơn cao hơn 20% so với giá được báo cho các công ty khác. Có điều gì đó thật đáng ngờ ở đây. Cô Đổng, nếu cô mà không nói thì tôi cũng không biết. Chú lại là người như vậy. Thì đó. Thực ra tôi cũng biết 82 chúng tôi là công ty nhỏ, nhưng mà mỗi một đồng tiền mà mẫu đơn đưa cho chúng tôi đều đổ vào các dự án. Không có bất kỳ ai nhận tiền hoa hồng. Dù xếp lại có một tay che trời ở mẫu đơn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà hợp đồng của chúng tôi là được ký với cô Lâu. Thế nên chúng tôi sinh ra là người của họ Lâu, chết là ma của họ Lâu. Chúng tôi sẽ luôn luôn đứng ở phía của anh. Cảm ơn cô Đổng rất nhiều. Tôi thật sự không ngờ trên đời này lại có bên bê tốt như cô. Một lòng biết ơn. Nên làm, nên làm, nên làm. Thế này, số liệu này tôi sẽ nhận trước. Được. Con sâu của công ty nhất định phải bị bắt. Đại ân không thể biểu đạt thành lời. Nếu sau này có chuyện gì tốt, tôi nhất định sẽ nghĩ đến các cô.
Tấm hay quá tuyệt, tuyệt vời quá. Khoan đã, tôi chưa lấy túi. Đi đi. An toàn rồi. Được, cô đi nhé, tôi đi nhé. Dân dân, đi thông thả. Bye bye, bye bye. Cảm ơn nhé. Tôi đóng cửa giúp anh. Được. Đồ ngốc. Chú lại. Được rồi mọi người, để tôi thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới. Người bên cạnh tôi là giám đốc tiếp thị mới Uông Tử Kiếm. Người này là giám đốc mới của bộ phận nghiên cứu và phát triển Tào Nhã. Khoan đã, bọn họ là giám đốc, vậy anh Lưu và anh Phùng thì sao? Ngoài ra còn có lệnh điều chuyển nhân sự mới. Giám đốc Lưu và giám đốc Phùng hôm nay phải đến phòng nhân sự để làm thủ tục thôi gì. Chú Lệ, đây đều là những hợp đồng cần phải chấm dứt. Hôm nay cô thông báo họ đến công ty làm thủ tục thôi việc. Nếu họ có bất kỳ phản đối nào, cô cứ trực tiếp cho họ xem chứng cứ vi phạm hợp đồng. Dân. Nhưng mà sếp Lâu, trong này không những có các nhân viên lâu năm mà còn có nhiều đối tác lâu dài của công ty, không cần phải hợp tác thêm nữa. Ngoài ra tôi muốn hỏi việc này, hệ thống an ninh của công ty có giám sát được ở mọi hướng và không có góc chết không? Có ạ. Kết nối gì tới văn phòng của tôi? Và lắp đặt màn hình. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đích thân giám sát tình trạng làm việc của mọi người. Dân ạ, đi đi. Vậy tôi đi sắp xếp đã. Được. Chào sếp Lâu. Chào sếp Lâu. Sếp Lâu. Chào sếp Lâu ạ. Chào sếp Lâu. Vậy cứ như thế trước đã. Đổng Đổng Ân. Sếp Lâu nhỏ, chào buổi sáng. Tôi đã bắt đầu làm việc rồi. Ai cho cô tự mình quyết định làm việc vậy? Báo cáo sếp Lâu nhỏ, sáng nay tôi đã tới bộ phận hậu cần đăng ký rồi. Cái này là công việc mà cô Triệu sắp xếp cho tôi. Anh nhìn sàn gỗ này đi, sáng bóng. Anh nhìn cả bậc thang này nữa này, không hề có chút bụi nào. Như vậy mới phù hợp với phong cách cao cấp sang trọng của công ty mẫu đơn chúng ta. Được, cũng được đó. Vậy sếp Lâu nhỏ còn muốn gì dặn dò không? Con người tôi ý mà, chỉ đâu làm đó. Tưới rồi à? Đúng không? Trà hôm nay ngon thật đấy. Hôm qua tôi mới mua đó. Đúng đó. Ân Ân, cô Triệu, dì uống chút trà đi. Cháu không uống trà đâu. Cháu còn phải đi dọn dẹp nhà vệ sinh nam nữa. Mọi người uống đi ạ. Được được, dì cháu đừng làm mệt quá. Có ai không? Dọn dẹp vệ sinh đây. Sao lại là cô ta chứ?
Vậy tôi vào nhé. Có người. Xin lỗi. Vậy tôi đi trước đây. Chờ chút. Có thể đưa tôi ít giấy không? Cảm ơn. Là sếp Lâu Nhỏ à? Sếp Lâu Nhỏ. Sếp Lâu Nhỏ. Sếp Lâu Nhỏ. Ừ. Sếp Lâu Nhỏ tự đi vệ sinh đấy à? Ngại quá cơ. Cũng tại tôi làm việc qua loa, không kịp thời thay giấy. Anh xem anh cần bao nhiêu thì đủ vậy. Của anh đây. Tôi cảm ơn cô. Không cần, không cần cảm ơn. Đây đều là việc mà tôi nên làm cả. Để tôi quét dọn hộ anh. Tạm thời không cần thiết. Không cần, vẫn cần mà. Không vội. Vội lắm, vội lắm. Tôi chăm chỉ lắm đó. Chút thời gian vậy không cần vội. Tôi thực sự rất nghiêm túc. Sếp Lâu Nhỏ này tàn nhẫn thật đó. Tôi nghe nói phải mất rất nhiều công sức để đuổi việc sếp lại đó. Này gọi là gì nhỉ? Hình như sếp Lâu Nhỏ chưa rửa tay qua cầu rút dáng. Thật đúng là quá tàn nhẫn. Không chờ tí mặt mũi tình cảm nào. Trọng thần của vua trước giờ vẫn vậy mà. Mấy người chúng ta cứ cụp đuôi mà làm người thôi. Sếp Lâu Nhỏ đúng là tàn nhẫn vô tình mà. Độc ác không tình người. Trong giờ làm tôi cũng muốn làm biến một chút. Tôi dạy anh một cách. Mỗi ngày đi làm cứ đi vệ sinh nửa tiếng là được. Sếp Lâu Nhỏ, ở công ty có người buôn chuyện là bình thường thôi. Anh đừng để trong lòng. Tại sao chỉ cần gặp cô là không có chuyện gì tốt đẹp thế nhỉ? Cậu bồng cầu đi. Chuẩn bị giấy cho đầy đủ. Đổng, Đổng Ân. Chờ sếp Lâu Nhỏ. Chờ sếp Lâu Nhỏ. Sếp cô lại ở đây. Lát nữa có cuộc họp ở đây. Mà đi chỗ khác đi. Không phải vẫn chưa họp sao? Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của anh trước đã. Như thế thì khi anh họp cũng sẽ thoải mái. Chờ chút. Mời ngồi. Phiền anh nhấc tay lên một chút. Làm phiền rồi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Dần dần dần. Đã bảo là được rồi mà. Ra ngoài trước đi. Được. Cuộc họp hôm nay tôi sẽ công bố một quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Giám đốc bộ phận tài vụ và bộ phận pháp vụ đã từ chức. Bắt đầu từ hôm nay, bộ phận pháp vụ sẽ do Quý Khu tiếp quản. Bộ phận tài vụ do Ocean tiếp quản. Chúc mừng, cảm ơn sức đâu. Cảm ơn, chúc mừng anh. Chúc mừng, chúc mừng. Anh Ocean, những quyết định bổ nhiệm nhân sự khác tôi đã giao xuống bộ phận nhân sự rồi. Sau này quá đơn nhờ cả do anh đó. Tử Kiếm, bên phía bộ phận tiếp thị có tiến triển gì mới không? Bộ phận tiếp thị của chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra thị trường về tất cả mọi loại nước sốt trên thị trường. Khả năng tiêu dùng của người trẻ cao hơn những người ở tầm trung tuổi, cao tuổi rất nhiều. Nếu chúng ta muốn nhanh chóng tăng trưởng mức tiêu thụ này thì chúng ta phải nhanh chóng đánh vào thị trường của những người trẻ tuổi. Hiểu chưa? Nó có lý lắm. Được không? Được. Phía xếp tàu thì sao? Bộ phận nghiên cứu và phát triển chúng tôi có mức độ nhân viên bỏ việc rất quan trọng. Nhưng may mắn ở chỗ những nhân viên quan trọng vẫn còn ở lại. Cả những nhân viên mới tuyển cũng đi làm rồi. Đây là một vài khẩu vị mới mà chúng tôi nghiên cứu ra dựa theo kết quả điều tra của bộ phận tiếp thị. Cậu xem thử xem. Lại tới nữa. Sếp Lâu,
Tiểu Uyên Uyên. Được, vậy cứ phát triển theo quy trình của mọi người là được. Nếu như không còn vấn đề gì nữa thì hôm nay chúng ta hợp đến đây thôi. Đi thôi. Anh Ocean, sau này chuyện hóa đơn nhờ hết cho anh đó. Cứ để tôi, việc chung thôi mà. Cứ làm đúng quy định thôi. Lát nữa cùng đi ăn nhé. Nói là đến thăm mẹ tôi. Là để mách lẻo hả? Tôi không đến để mách lẻo. Cô gọi tôi đến mà. Tôi đến trò chuyện với cô. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên để tâm vào việc chính đáng. Đừng suốt ngày nghĩ tới giở trò không giặc. Tôi đã xem phương án trộn bộ của các cô rồi. Cả bài toàn là những lời sáo rỗng đâu đâu. Nội dung cốt lõi không quá một trang giấy. Đó là để tăng thêm lượng đọc thôi mà. Cô Đổng, tôi muốn đọc tiểu thuyết hay sao? Cái tôi muốn là thành quả. Hướng nghiên cứu trước đây của các cô hay đấy chứ. Sao về sau càng sửa càng chẳng ra sao? Tôi có nói sửa chữ to lên không? Có nói phối màu phèn đỏ với xanh lá không? Thế hay là sửa về bản đầu tiên nhé. Cô nghĩ sao? Ý của tôi là đào sâu theo hướng sinh viên. Sinh viên thích cái gì? Ứng dụng mà họ thường sử dụng là gì? Hướng tuyên truyền của cô là gì? Đặt trọng tâm vào đâu? Hiểu không? Hiểu. Hiểu hết rồi. Sức lâu nhỏ, chẳng phải anh đã quyết định nội bộ gia tấn sao? Quyết định nội bộ? Những lời đồn vô căn cứ thì đừng tin. Nếu phương án trộn bộ của các cô có điểm nổi bật thì hợp đồng sẽ là của các cô. Thật à? Nhưng vẫn là câu đó. Đừng cứ giở mấy trò khôn vặt với tôi. Có thời gian chỉ bạn giải quyết tốt công việc của mình đi. Được. Chuyện gì vậy? Không phải là 9 giờ sao? Không phải nói 9 giờ mới cúp điện sao? Có ai không? Có ai không? Phải làm sao đây? Tiêu rồi. Có ai không? Có ai không? Tiêu rồi. Mình làm được. Không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi. Mà dũng cảm nhất mà. Xếp lâu nhỏ ơi, cố lên, có thể chiến thắng nó mà. Hít thở sâu. Xếp lâu nhỏ, tăng ca rồi à? Không đúng nha, mình làm được. Xếp lâu nhỏ, xếp lâu nhỏ. Xếp lâu nhỏ. Hít thở sâu.
Hát một bài là có thể giảm bớt lo sợ. Đúng rồi, hát là có thể giảm bớt lo sợ. Đừng qua đây. Xếp lâu nhỏ. Anh sợ tối à? Đổng Đổng Ân, anh sợ tối hả? Hay sợ ma? Tôi không sợ. Không sợ. Được. Đi nào. Khoan đã. Sao vậy? Tôi không sợ. Anh xem, có người sợ gà, có người sợ cá. Anh nói xem cá có gì đáng sợ đúng không? Nên anh không cần phải sợ đâu. Không cần thấy ngượng đâu. Tôi nói anh nghe, tôi sẽ không nói người khác biết đâu. Vừa sợ tối, vừa sợ ma. Được chưa vậy? Anh nói đủ rồi thì phiền cô đỡ tôi dậy. Được được, đứng lên nào. Không cần phải sợ đâu, có tôi ở đây mà. Đi thôi, cảm ơn. Dòng sông. Đủ rồi đấy. Mở đèn đi. Tôi chính là đôi mắt của anh. Cẩn thận nhé. Cảm ơn. Nào. Còn chưa thôi đi hả? Chọn phương án trộn bộ của các cô là kết quả sau khi cấp cao công ty suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng xét thấy trình độ nghiệp vụ của các cô lúc cao lúc thấp không được ổn định, nên công ty cũng quyết định toàn bộ nội dung bên cô làm phải giao cho tôi xem qua. Có vấn đề gì nữa không? Không vấn đề. Anh chịu chỉ dẫn chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Thái độ được đấy. Nhưng cô cũng yên tâm đi, ý kiến phản hồi sau này sẽ không chỉ là chữ hơi nhỏ hay cảm giác sai sai qua loa vậy đâu. Anh nói gì vậy? Sửa đến khi anh hài lòng là công việc của chúng tôi mà. Để chúng ta trao đổi hiệu quả kịp thời, tôi sẽ giữ cho cô một chỗ ở công ty để hỗ trợ mọi lúc. Không vấn đề chứ? Không vấn đề. Không vấn đề. Chút nữa Chu Lệ sẽ dẫn cô qua đó. Được. Thấy cái này không? Mỗi hành động của các cô tôi đều có thể nhìn thấy. Tôi cũng khuyên cô đừng có suy nghĩ động cơ trục lợi, chăm chỉ làm việc. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì đi ký hợp đồng đi. Sếp Lâu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc. Chuông điện thoại. Đổi rồi ạ? Đổi lâu rồi, anh yên tâm. Đi thôi. Tạm biệt sếp Lâu nhỏ. Được hợp tác với anh là vinh hạnh của chúng tôi. Bên này. Sếp Tào. Sếp Tào, để tôi giới thiệu. Người này là bên chăm sóc khách hàng thường trú của công ty, hợp tác quảng cáo của chúng ta, Đổng Đổng Ân. Đổng Đổng Ân, đây là giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của chúng tôi, Tào Nhã. Tôi gặp rồi. Sếp Tào, cô thật sự rất xinh đẹp, năng lực nghiệp vụ cũng rất tốt. Tôi nhất định học tập cô nhiều hơn. Gọi tôi Tào Nhã là được rồi. Chào mừng cô đến với mẫu đơn. Nếu sau này có vấn đề gì, chúng ta có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Được chứ? Được. Vậy tôi không làm lỡ thời gian làm việc của cô nữa. Mong là lúc rảnh rỗi có thể đi uống cà phê với cô. Được. Vậy hai người làm việc đi. Dân, sếp Tào làm việc tiếp đi ạ. Ân Ân, bên này, nào. Chỗ này chính là chỗ của cô. Tôi đã nói với bộ phận hành chính rồi. Thẻ nhân viên của cô, thẻ ăn và cả những vật dụng văn phòng cần thiết khác mai sẽ đưa đến cho cô. Được. Mấy bạn đồng nghiệp, để tôi giới thiệu. Chúng ta mới có thêm một đồng nghiệp mới. Cô ấy là Đổng Đổng Ân của công ty sản xuất quảng cáo 82. Mọi người hoan nghênh cái nào. Hello, chào mọi người, tôi là Đổng Đổng Ân. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Hoan nghênh. Đổi số liệu này đi. Được. Chỗ này. Đi. Được. Nếu cậu mà còn lề mề thì về nhà ngủ đi. Không phải tôi sợ Tào Nhã xem cô đơn sao? Chu Lệ, cô xem thử. Có phải bản thiết kế này đỡ hơn lần trước không? Có phải có vẻ thân thiết, cảm giác ấm áp bầu bạn không? Nếu cậu muốn xem thì vào mà xem. Lén lút ở đây làm gì? Đi thôi.
Muốn tăng ca hả? Làm anh em, giữ trong lòng. Tôi lên xe chờ cậu. Cô xem thử ý tưởng bao bì mới này đi, rất phù hợp với xu hướng của giới bao bì đấy. Thực hiện mục tiêu tăng 12% mỗi năm, giúp sản phẩm của mẫu đơn nhanh chóng đánh ra thị trường. Thế nên cái tôi thích nhất lần này, ví dụ như là phong cách mới mẻ, tươi mát, kỳ diệu này. Sau đó chúng ta có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Thật ra anh hiểu những băn khoăn của em. Nhưng dù em ở bên cạnh ai, hay em thích ai, thì cũng sẽ xảy ra đủ mọi vấn đề. Nhưng anh thích em, anh không muốn buông tay. Anh muốn cùng em đối mặt. Chúng ta cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Thế nên anh muốn tiếp tục kiên trì. Cho anh một cơ hội được không? Em không thích anh thật sao? Anh còn thứ quan trọng hơn ở đây. Sao anh nỡ rời đi chứ? Cũng lâu rồi mình không ăn chung. Gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra một cuộc tình cũng giống như chúng ta đang đọc cùng một quyển sách. Có điều anh đọc hơi nhanh, nên mới nóng lòng muốn chia sẻ với em những câu chuyện đằng sau. Nhưng giờ anh phát hiện làm thế là không đúng. Anh nên chờ đợi em, cùng em tìm tòi những câu chuyện chưa biết mới đúng. Nhưng nhỡ em đuổi theo thế nào, cũng không đuổi kịp anh thì sao? Anh tôn trọng mỗi lựa chọn của em, nhưng em không được thay đổi mình vì bất cứ ai. Em chính là Đổng Đổng Ân, nên anh mới thích em. Anh không muốn xa em. Em cũng không muốn xa anh. Đúng thế, em chính là nhân viên tài năng Đổng Đổng Ân. Không có chuyện lớn nào em chưa gặp. Vấn đề khó giải quyết hơn nữa em cũng sẽ giải quyết được. Nhưng vì đối tượng là anh, nên em cảm thấy dù em làm thế nào cũng không thể làm tốt được. Là anh không tốt. Anh cũng mới lần đầu yêu đương. Là anh suy nghĩ không chu đáo. Anh cũng không biết rốt cuộc là em cần cái gì. Luôn đối xử với em bằng những tiêu chuẩn anh xem là tốt. Là anh đã bỏ qua cảm nhận của em. Xin lỗi em. Em vẫn chưa nghĩ kỹ về kế hoạch cho tương lai. Có lẽ em còn phải nghĩ rất lâu nữa. Anh có đồng ý chờ em không? Đương nhiên là chờ rồi.
em đó phải dũng cảm làm chính mình. Anh sẽ mãi mãi tự hào về em. Ân Ân thông minh nhà chúng ta sắp trở thành xếp đổng thực sự rồi. Đến lúc đó nhớ dẫn dắt Tiểu Lâu đó. Đế Phú Quý không được quên đấy. Thời thế thay đổi ghê. Nghe câu xếp đổng thấy hay ghê đó. Vậy sau này anh sẽ đổi cách xưng hô nhé. Xếp đổng. Thôi đi mà. Cô Lâu, bánh kem của cô. Cô Lâu, ăn bánh kem đi. Ăn miếng nào. Sao hả? Đi hộp đêm là phải mặc váy ngắn đó. Đi rồi à? Anh chưa bao giờ đi. Thật không vậy? Em nhớ mà. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Em về đây. Đi đi. Ôm nào. Hôm nay Tăng làm muộn thế. Cô Dương cảm thấy mấy bài hát quảng cáo bọn em làm chưa đã tai lắm. Không đủ tẩy não. Cậu béo đang nghiên cứu thể loại mới. Nghe đến mức mà đầu em muốn nở ra luôn. Được rồi. Tô Khởi nói sao? Tô Khởi nói kẻ chủ mưu là chủ tịch Dạng. Cậu ta còn nói lần này muốn hợp tác với chúng ta. Gần như là những gì chúng ta nghĩ. Vậy thì quân sư của anh nghĩ chúng ta nên tin tưởng cậu ta không? Anh muốn hợp tác với anh ta. Chúng ta đang nắm trong tay rất nhiều điểm yếu của Tô Khởi. Mà chủ tịch Dạng lại là người qua cầu rút ván. Lần này còn muốn dùng cậu ta làm vật tế thần. Anh không nghĩ Tô Khởi có thể nuốt được cục tức này. Giả lại, điều cậu ta lo lắng nhất có lẽ là làm sao thoát khỏi mớ hỗn độn ở Tâm Giác. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Có lý. Cho dù anh ta có tính toán gì, em tin rằng chúng ta cũng nhất định tìm ra cách. Em tin anh. Nhưng có một điều Tô Khởi đã nói sai. Em đó, em không phải là gánh nặng của anh. Em là áo giáp của anh. Được rồi, về nhà. Chủ tịch Dạng, lại gặp mặt rồi. Có bất ngờ không? Có vui không? Giật điện thoại lại cho tôi. Bắt mấy người này lại. Đứng yên, đưa điện thoại đây. Đứng yên, làm gì hả? Đứng yên hết. Xe mai dám động vào. Tôi có giỏi đấy nhé. Đưa tôi. Không được động vào tôi. Buông tay. Hôm nay mấy người bọn tôi mà đụng một sợi tóc nào thì anh sẽ bị buộc thêm một tội nữa. Cậu dọa ai vậy? Chỉ dựa vào các người mà đòi phá hỏng việc tốt của tôi. Không dễ gì đâu. Giật điện thoại cho tôi. Bắt người lại. Đừng qua đây. Buông tay. Đứng yên. Cảnh sát đến rồi. Chạy mau. Đi. Mau. Đi. Mau. Chấp nhận hiện thực đi. Anh đã thua rồi. Mau. Đứng lại. Bỏ lại. Thường đi bộ bên bờ sông sao có thể không ướt dày. Lần này là tôi sơ ý. Đứng yên. Được rồi, tôi sẽ để anh ở trong đó thêm vài năm. Xin chào. Xin lấy giúp tôi mẫu này. Vâng. Anh có khiếu thẩm mỹ lắm đấy. Mẫu này chính là mẫu do chúng tôi thiết kế. Ý nghĩa của nó là sự vĩnh cửu và tình yêu đích thực. Nó rất hợp để cầu hôn. Số đo ngón tay của bạn gái anh là bao nhiêu? Số đo ngón tay khoảng chừng này. Thưa anh, chúng tôi khuyên anh nên đo rõ kích cỡ một chút. Được rồi.
Anh về rồi à? Anh thấy em ngủ rồi nên không gọi em dậy. Em ăn cơm chưa? Anh nấu cơm cho em nhé. Em ăn rồi. Hôm nay em đi nhiều nơi lắm, khi về mệt quá nên em ngủ mất. Gấp giả cho em rồi. Thế này nhé, ngày mai anh đưa em đi ăn một bữa ra trò để thưởng cho em. Em ngủ thêm một lúc nữa đi. Cái gì vậy? Không có gì. Tờ giấy trắng rớt rẫy mà. Anh đi thay đồ trước đây. Anh đi đi. Đắp cho kín đấy. Có chuyện rồi. Khoan đã. Ân Ân đâu? Ân Ân gặp chuyện rồi. Ân Ân gặp chuyện. Tôi không nói rõ được. Nhanh lên xem trước đi. Nhanh lên. Ở phía trước đó. Ân Ân. Nhi xiang yi shu guang. Shi wen re de guang. Yin ke guo hao duan nian huang zhe de 远方。 Em sẵn sàng rồi. Anh muốn cưới em không? Anh cũng sẵn sàng rồi. Em có muốn gả cho anh không? Bao có con nha. Được. Bao có con nhé. Chúc mừng.